than 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 than. Ladies and gentlemen, welcome to New York Times Square. Bà làm gì vậy bà kia? Đi đâu vậy? What happened? Nói tiếng gì đây bà nãy? Đây là New York đó bà nội. Gái ơi, gái đi đâu vậy? Gái đi nấu ứa hả? Làm gì ở đây? Tại vì con gái chưa bao giờ đi, bây giờ đi rất là hạnh phúc. Giờ thấy nấu ứa sao? Nấu ứa rất là đẹp. Sao nãy cô bé gái nói nấu ứa chua lè mà. Chua lè lạc với ông Tấm. Ê, bây giờ vấn đề là vậy nè, đang làm gì? Đang quay đây để cho người ta biết New York. Và thưa quý vị và các bạn, là chúng tôi đang có mặt ở New York, thành phố xa hoa tráng lệ nhất hành tinh. Biết nói gì đây? Biết nói gì đây? Khi hai đường đời chia đôi mình rồi. Rồi. Đẹp quá. Ở đây đẹp là Times Square, đèn khắp mọi nơi. Các bạn xem đây, đèn khắp mọi nơi. Đèn chưa lên đèn anh ơi. LED khắp mọi nơi các bạn ơi. Bây giờ đúng là như vậy thiệt. Còn nói gì nữa? Còn nói gì nữa? Đây thì thầy rất là vui khi có mặt ở New York. Cuộc đời của mình là đầu tiên đến New York. Cái gì vậy? À, hồ bậy cái mắt kiến vậy. Nói đi, nói tiếp, bắt biểu tiếp. Mới mua. Ừ. À, nói chung là mình nói tới đâu ta? Quên rồi. Cái gì? Em nói tới đâu rồi, anh nhớ không? À, cuộc đời mình rất hạnh phúc gì đó. Cuộc đời của em là đầu tiên đến New York. Và cảm giác thật sự là sảng khoái. Hồi xưa chúng ta chỉ biết được New York qua các bộ phim thôi, mình chưa có như là Home Alone. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì mình chứng kiến trực tiếp tại đây luôn. Rất tuyệt. Đây các bạn thân mến, đây là New York của tôi. Rất đẹp, rất sang. Trời ơi trời, coi kìa. Nó rần rần. Anh ơi. Cái gì? Đây, bây giờ Trấn Thành có muốn nói gì với Harry không? Ở bên New York có nói gì, muốn nói gì không? Sao đây nghe? Cái đó thì nó bình thường mà. Nó cũng hơi lãng, tự nhiên tới New York, sao đang nghe là sao? Thì bởi vậy mới nói câu khác đi. Nói gì vậy? Thôi bye bye mọi người, bye.